sự tổng hợp tiểu cầu là ở phổi hay là ở xương. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về megakaryocyte là một cái tế bào, nó sẽ từ tế bào này nó sẽ hình thành tiểu cầu. Thì megakaryocyte của nó, mega nghĩa là lớn, còn karyo nghĩa là nhân và cyte nghĩa là tế bào. Cho nên là trong một số sách tiếng Việt thì gọi cái tế bào này là tế bào nhân lớn, nhưng mà trong bài thuyết trình thì mình sẽ gọi tên của nó là megakaryocyte. Thứ nhất mình đi về cấu trúc. Đây là hình ảnh của megakaryocyte trên kính hiển vi. Thì megakaryocyte có kích thước lớn khoảng gấp 8 đến 15 lần tế bào hồng cầu, và chính vì thế là đường kính của nó khoảng từ 50 đến 100 micromet. Đây là hình ảnh của tế bào hồng cầu bình thường. Thì megakaryocyte lớn hơn khoảng gấp 8 đến 15 lần. Thì đây là cái bảng này cho thấy so sánh thể tích của các tế bào trong cơ thể. Thì như các bạn thấy là nhỏ nhất là tế bào tinh trùng, lớn nhất là tế bào trứng. Thì tế bào megakaryocyte nó nằm ở thứ ba, thì dưới tiếp lên là chỉ thua có tế bào trứng với lại tế bào mỡ thôi. Trong đó tế bào hồng cầu là đứng thứ nhì, nhỏ thứ nhì, chỉ là lớn hơn có tế bào tinh trùng thôi. Và tế bào megakaryocyte ở trong tủy được sản sinh ở tủy xương, ở thận, ở lách. Và ở tủy xương thì cứ 10.000 tế bào tủy xương thì có một tế bào này. Thì megakaryocyte thì nó lớn lên và phát triển theo một cách không giống như là những tế bào bình thường. Là ví dụ như tế bào hồng cầu thì sau khi nó như những tế bào khác, ví dụ như là khi nó nguyên phân thì nó sẽ lớn lên, nhưng mà tế bào này thì nó cũng nguyên phân nữa, nhưng mà trong quá trình nguyên phân của nó hình thành tế bào mới thì nó không có sự phân chia tế bào chất, là cytokinesis, là phân chia tế bào chất. Thì cái quá trình mà chỉ nhân lên vì vật chất di truyền và những cái vật chất ở bên trong tế bào không có sự tách đôi ra, thì quá trình này gọi là quá trình nội nguyên phân, là endomitosis. Mitosis là nguyên phân, còn endo là bên trong. Và chính vì quá trình nội nguyên phân này cho nên là cái vật chất di truyền ở bên trong megakaryocyte thì nó có thể là ở dạng 2N mà rất là hiếm. Thì nó sẽ nguyên phân, thì nó nhân đôi lên là 4N, 8N hoặc 16N. Và lớn nhất mà người ta từng quan sát được là 64N, nghĩa là gấp 32 lần bộ nhiễm sắc thể bình thường của con người, 2N46. Thì với mỗi cái tế bào này thì nó sẽ phát triển thành những cái tế bào megakaryocyte tương ứng. Thì với cái số lượng mà cái tế bào càng lớn hay vật chất di truyền trong nhân càng lớn thì số lượng tiểu cầu tạo ra càng nhiều. Khi nào quay dở ít người coi. Và chính vì cái sự nội nguyên phân này, vật chất di truyền trong nhân nhiều, cho nên là cái nhân của nó sẽ lobulated, là phân muối. Và chính vì cái việc phân muối này cho nên dưới kính hiển vi thì hồi xưa người ta có một cái nhầm tưởng rằng là nó có nhiều nhân, nhưng mà thật ra nó chỉ có một nhân thôi, mà nhân phân muối. Cũng giống như các bạch cầu vậy đó, bạch cầu đa nhân thì thật ra đó là bạch cầu đó phân muối, chứ không phải là bạch cầu đó có nhiều nhân. Và cái sự sắp xếp của các bộ nhiễm sắc thể ở trong megakaryocyte thì được người ta là phát hiện là nó có trùng với một số cái dạng hình học. Ví dụ như ở thể 8N thì nó sẽ phân bố ở 4 đỉnh của hình tứ diện, còn 16N thì nó phân bố ở đỉnh của một cái hình khối lập phương bên này, còn 32N thì là một cái hình có 16 đỉnh. Đây là bên tay bên anh trái này là hình ảnh của tế bào megakaryocyte trưởng thành, còn bên này là trước cái quá trình này, trước khi nó trưởng thành ở trong lách tủy xương. Và trong tế bào chất của megakaryocyte thì có chứa những cái hai cái quan trọng nhất là alpha granula, trong này chứa những cái yếu tố phát triển tiểu cầu, yếu tố 4 tiểu cầu, như là yếu tố 4 tiểu cầu là yếu tố chống heparin, còn một số cái protein đông máu như là yếu tố 5, yếu tố von Willebrand. Nếu mà các bạn học bài cầm đông cầm máu rồi thì các bạn sẽ biết yếu tố von Willebrand là quan trọng cho việc tiểu cầu kết dính với collagen khi mà gặp chấn thương. Và cái quan trọng thứ hai là những cái thể đông đặc. Thì những cái thể này bao gồm ADP, ATP, ion canxi 2 cộng và serotonin. Thì ion canxi 2 cộng là cần thiết cho quá trình đông máu cả
ngoại sinh lẫn nội sinh, còn serotonin là một chất co mạch. Bây giờ nãy giờ chúng ta đã đi về cấu trúc của cái này, thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu là quá trình phát triển đi từ tế bào gốc ban đầu ra tế bào megakaryocyte như thế nào. Thì tế bào megakaryocyte được sản xuất chủ yếu ở gan, thận, lách và đặc biệt là tủy xương. Đây là cái sơ đồ đi từ tế bào gốc ban đầu ra tế bào megakaryocyte, nhưng mà nó chưa chi tiết lắm. Thì đi từ tế bào megakaryocyte đi từ tế bào gốc vạn năng, thì nó qua những cái giai đoạn này, thì ở giai đoạn megakaryoblast là dịch sách tiếng Việt chúng ta gọi là nguyên mẫu tiểu cầu. Nhưng mà các bạn để dễ hiểu cái từ này thì các bạn cứ hình dung là ví dụ như để hình thành cái này thì trước đó là phải có cái megakaryoblast, cũng giống như trước khi hình thành tiểu cầu á là erythrocyte, thì là erythroblast là nguyên mẫu tiểu cầu nhé, để nhớ dễ nhớ cái chữ đó. Đây là trên kính hiển vi người ta quan sát được, đây là giai đoạn megakaryoblast trước khi hình thành tiểu cầu, còn đây là sau khi đã hình megakaryocyte trưởng thành. Và đây là cái sơ đồ mà trong đó có chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biệt hóa từ tế bào gốc ban đầu thành tế bào megakaryocyte. Thì trong đó có các yếu tố như là IL-136, như các bạn thấy đó là các interleukin, là những cái mà chất do tế bào lympho T hoặc là các basophil tiết ra để điều khiển những cái hoạt động trong cơ thể. Thì tiết ra rất là nhiều interleukin từ 1, 6 tới 12, từ 1 tới 12 luôn. Thì trong đây thì có 136 là có tham gia cho quá trình biệt hóa thành cái này. Và trong đó thì cái sơ đồ này cho thấy là từ cái tế bào gốc ban đầu và trong quá trình biệt hóa thì lúc đầu là interleukin 3 sẽ đóng vai trò quan trọng nhất, nó sẽ biệt hóa cái tế bào gốc ban đầu thành tế bào dòng tủy. Thì các bạn thấy này là tế bào dòng tủy, còn bên đây là tế bào dòng lympho. Thì IL-3 sẽ biệt hóa cái tế bào gốc ban đầu theo dòng tủy, thì từ dòng tủy mới sinh ra cái này được. Còn nếu như mà không phải là IL-3 mà là IL-7, nhưng mà thấy bên đây nó sẽ biệt hóa ra dòng này là dòng lympho, thì sẽ sinh ra cái tế bào này thì là không có sinh ra megakaryocyte. Và cái yếu tố quan trọng thứ hai là thrombopoietin, là cái chất mà kích thích tạo tiểu cầu. Thì chất này xuất hiện trong tất cả các quá trình mà biệt hóa tế bào, nhưng mà đặc biệt là càng về sau thì nó càng quan trọng. Cho nên là mình sẽ nói về một chút về thrombopoietin. Thì thrombopoietin viết tắt là TPO hoặc là THPO, thì được gọi là một cái yếu tố phát triển megakaryocyte. Thì nó là một cái chuỗi gồm 353 acid amin và được mã hóa trên nhiễm thể số 3 nhánh dài ở vùng 2 băng 7. Thì nó được cái chất này thì nó được sản xuất chủ yếu ở gan bởi tế bào nhu mô gan và tế bào nội mô xoang gan. Nhưng mà ngoài ra nó còn cái chất TPO này còn có thể được sản xuất ở thận, ở tinh hoàn, ở não và ở tế bào chất nền của xương. Thì cái cơ chế mà điều hòa TPO này cũng là một loại hormone của cơ thể do gan tiết ra. Nhưng mà cái cơ chế điều hòa của nó thì không giống như cơ chế điều hòa feedback âm mà chúng ta từng biết, là nếu như thiếu chất đó thì nó sẽ kích thích tuyến nghiêng tiết ra cái chất kích thích để điều hòa cái này. Nhưng mà sự điều hòa TPO là điều hòa trực tiếp luôn, nghĩa là không có thông qua cơ chế mà báo lên tuyến nghiêng. Thì nó sẽ điều hòa theo cách là cái trong máu của các bạn bình thường cái nồng độ TPO này rất là thấp, khoảng 10 mũ trừ 12 mol trên 1 lít máu. Thì bình thường á, ở cái khi nồng độ tiểu cầu của các bạn ở mức bình thường thì cái hormone này nè nó sẽ đính lên cái màng tiểu cầu, trên đó có một cái thrombopoietin receptor là nhận cái chất này ở trên màng tiểu cầu. Thì khi mà cái chất này dính lên cái receptor này thì nó sẽ bị phá hủy, cho nên nếu lượng tiểu cầu bình thường, nếu lượng tiểu cầu của các bạn thấp thì cái chất này trong máu nè nó không thấy cái receptor này để nó gắn vào, thì nó sẽ gắn vào cái receptor ở trên
Beta-carotene kích thích sản xuất tiểu cầu khi mà lượng tiểu cầu các bạn thấp. Còn nếu như mà lượng tiểu cầu của các bạn cao thì cái chất này nó ít hiện diện, tại vì nó đã bị hủy rồi thì nó không kích thích sản xuất beta-carotene sản xuất thêm tiểu cầu nữa, thì nó giúp cân bằng cái nồng độ tiểu cầu trong máu của các bạn. Và ngoài ra như mình đã nói là cái chất cái đó là chỉ là điều hòa cái nồng độ tiểu cầu thôi. Còn nếu mà điều hòa nồng độ của cái chất đó thì cái chất này á được gan tiết ra một cách là do nó không có chịu sự ảnh hưởng của trực tiếp của tuyến yên, cho nên là nó sẽ tiết ra cái chất này nhưng mà không có một cái gì đó tác động đó, nghĩa là nó tự tiết ra đó. Thì làm sao mà để cái chất này, làm sao gan biết là khi nào cơ thể thiếu cái chất này, khi nào mà còn cái chất này? Thì khi mà nó cái hồng cầu, cái những cái tiểu cầu lưu thông trong máu mà nó già đi, nó chết đi, thì đây, khi những cái tiểu cầu trong máu mà nó khi một quá trình di chuyển trong cơ thể nó bị già đi, nó chết đi, thì nó sẽ bị thực bào, không phải nó bị thực bào mà là nó sẽ gắn vào một cái receptor có trên tế bào gan. Thì khi mà nó gắn vào cái receptor này á, thì tế bào gan nhận được tín hiệu là phải sản xuất để tiết ra cái chất này. Như mình đề cập hồi nãy là trên màng của megakaryocyte cũng có cái TPO receptor này nữa, thì khi nó nhận được thì nó sẽ kích thích sản sinh tiểu cầu. Thì chính vì thế là ở một số cái bệnh như là bệnh về gan hoặc là những cái bệnh mà gây giảm tiểu cầu thì người ta dùng một cái loại thuốc là Enfrombopag này, nó cũng làm kích hoạt cái receptor này nữa, chứ không nhất thiết là phải là thrombopoietin. Nó kích hoạt receptor này thì nó cũng làm sản sinh tiểu cầu luôn. Cho nên là cái thuốc này nó còn được sử dụng trong những cái mà hội chứng, những cái bệnh mà gây giảm số lượng tiểu cầu trong cơ thể. Cái hình này thì là chỉ là cái quá trình mà nó, cái này là tế bào gan, cái màu xanh này là màng tế bào gan, còn cái này là một cái receptor ở trên gan nhận cái tiểu cầu già nãy mình nói đó, thì nó sẽ truyền tín hiệu tới gan là sản xuất tiết cái chất này TPO. Tiếp theo thì mình đi tới cái phần là sản xuất tiểu cầu, sản sinh tiểu cầu. Xem như nãy chúng ta đã biết được quá trình hình thành của tế bào megakaryocyte, và tới khi nó trưởng thành thì cái chức năng của nó sẽ là sản sinh tiểu cầu. Thì đây là cái sơ đồ mà nó sản sinh tiểu cầu. Thì cái này là nó megakaryocyte ở dạng Hanar, thì sau đó nó tự nổ nguyên phân, thì nó sẽ nhân lên về số lượng những sắc thể và nó cũng lớn lên về kích thước luôn, về vật chất ở trong tế bào. Sau đó nó phát triển một cái hệ thống vi ống. Thì những cái hệ thống vi ống này nè, nó sẽ hình thành, nó sẽ bắt đầu ở quá trình hình thành tiểu cầu, nó sẽ đi về phía cái vỏ của tế bào. Khi mà nó đi về phía vỏ tế bào thì nó sẽ bắt đầu kéo cái màng tế bào ra để hình thành. Hai các bạn thấy hai bên giống như hai cái chân vậy, hình thành hệ thống chân giả. Thì nó hình thành rất là nhiều chân giả. Như bạn thấy hình này, khi cái chân giả này nó được kéo dài ra thì nó sẽ đứt ra thành những cái mảnh dài này, gọi là proplanet, là mình cũng không biết tiếng Việt dịch sao, nhưng mà đại khái là một cái đoạn dài này, mà những cái đoạn này khi nó bể ra nó sẽ hình thành các tiểu cầu nhỏ. Thì với mỗi cái đoạn này nó có thể bể ra hình thành khoảng từ 500 tới 1000 tiểu cầu. Và sau khi hình thành vậy thì còn cái phần nhân hồi nãy, thì cái phần nhân này nó sẽ được đi qua hàng rào tủy xương, nó đến phổi và được thực bào bởi tế bào đại thực bào nằm ở phía nạc. Đây các bạn thấy ở trong này là trong tủy xương, còn cái này là mạch máu, thì cái này là tế bào nội mô mạch máu nè. Thì giữa những cái tế bào này nó có khoảng hở đó, nhưng các bạn thấy những cái khoảng hở này nè, thì cái megakaryocyte này nó sẽ tạo những cái proplanet hồi nãy mình nói đó, nó sẽ kéo dài đó và nó vỡ ra tiểu cầu đi vào máu theo cái con đường đó. Đây là hình ảnh tiểu cầu đang sản sinh, hình ảnh megakaryocyte đang sản sinh tiểu cầu. Các bạn thấy cái chấm tím tím nhỏ nhỏ xung quanh này là tiểu cầu đang được
bước ra. Và như nãy mình nói là trong cái tế bào chất của megakaryocyte có chứa các hạt alpha và các thể đông đặc. Các hạt alpha và các thể đông đặc thì trong tế bào chất của tiểu cầu cũng có chứa những chất đó, và những chất đó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình đông và cầm máu của tiểu cầu. Và mình đi tới câu hỏi cần trả lời của ngày hôm nay là tiểu cầu được tổng hợp mối quan hệ liên hệ giữa tiểu cầu và phổi. Thì ngày 22 tháng 3 năm 2007 thì tạp chí Nature đã đưa ra một cái nghiên cứu, là đưa ra một cái bài báo với cái tựa đề là tiểu phổi là một cái vị trí tổng hợp tiểu cầu và là một cái nơi dự trữ cho tế bào tiền sinh và tạo máu. Thì tại sao người ta đã lại đưa ra cái câu hỏi như vậy, là bởi vì khi mà quan sát chuột trên kính hiển vi, cái thí nghiệm, cái bài báo này được viết là dựa trên những thí nghiệm trên chuột, chứ những thí nghiệm này chưa được thực hiện trên người. Những thí nghiệm trên chuột thì người ta thấy rằng là phổi sản xuất hơn phân nửa số lượng tiểu cầu trong vòng 1 giờ của chuột. Nghĩa là 1 giờ con chuột nó sản trong máu sản sinh ra 20 triệu tiểu cầu, thì người ta quan sát thấy có hơn 10 triệu tiểu cầu được đi ra từ phổi. Và ngoài ra thì người ta cũng quan sát được ở phổi là có một cái nơi dự trữ những cái tế bào gốc máu. Nghĩa là ngoài tạo ra tiểu cầu, những cái tế bào gốc này có thể tạo ra nhiều các dòng tế bào máu khác. Và nó có và chính cái nguồn tế bào máu này nó có thể nó phục hồi lại cái lượng tế bào máu trong máu nếu như tủy xương có gặp vấn đề. Và những cái tế bào máu này và những cái tế bào tiền sinh tạo megakaryocyte thì được tìm thấy ở ngoài cái hệ thống mao mạch phổi, thì là tức là người ta tìm thấy cái này ở kẽ phổi. Kẽ phổi là cái khoảng ở giữa cái mao mạch và cái mạch máu, giữa cái phế nang và cái mạch máu, thì giữa đó có những cái khoảng trống thì người ta gọi đó là kẽ phổi. Thì nơi đây thì với mỗi cái phổi của con chuột thì người ta tìm được 1 triệu tế bào này, 1 triệu tế bào máu gốc. Thì mà để nãy giờ chỉ là cái kết luận của người ta, thì trong quá trình làm thí nghiệm thì người ta làm thí nghiệm như thế nào để đưa ra được những kết luận đó. Thì với thí nghiệm thứ nhất thì các nhà khoa học đã ghép phổi của một con chuột bình thường vào một cái con chuột thứ hai, mà con chuột thứ hai đó có những cái megakaryocyte được đánh dấu quỳnh quang màu xanh. Thì người ta đã quan sát được rằng là sau một cái thời gian mà khi ghép phổi vô á, thì những cái tế bào megakaryocyte màu xanh của con chuột được nhận này nè, nhận cái phổi nè, nó bắt đầu xuất hiện ở phổi. Các bạn thấy cái hình con chuột đầu tiên đó. Thì khi mà người ta quan sát được thì người ta phải đưa con chuột này dưới một cái kính hiển vi đặc biệt. Thì cái kính hiển vi này nó không có giống kính hiển vi các bạn thấy trong trường, là chỉ thấy hình ảnh 2D thôi. Là ví dụ như hồng cầu các bạn thấy có cái hình tròn thôi, không thấy được nó hình, không thấy được cái độ dày của nó. Nhưng mà kính hiển vi này thấy được độ dày của cái hình ảnh phía dưới luôn. Đây. Thì người ta quan sát được là cái màu đỏ này nè là mạch máu ở trong phổi của con chuột, còn cái màu xanh lá cây này nè là những cái tế bào megakaryocyte được nhiễm quỳnh quang đó. Vì thế người ta đưa ra cái giả thuyết thứ nhất là cái quá trình tạo tiểu cầu của megakaryocyte, những cái megakaryocyte trong phổi á mà tạo tiểu cầu thì nó bắt nguồn thật ra là từ tủy xương chứ không phải là từ phổi, và do người ta quan sát cái quá trình nó di chuyển từ cái tủy xương của con chuột nhận đi vào phổi. Về cái thí nghiệm thứ hai là người ta ghép một cái lá phổi với những cái tế bào mà tiền sinh tạo ra megakaryocyte vào một cái con chuột, mà cái con chuột này á người ta đã làm cho nó bị, người ta đã bằng một cách nào đó người ta đã làm cho nó giảm cái hàm lượng tiểu cầu của nó xuống, nghĩa là con chuột này nó bị có số lượng tiểu cầu trong máu rất là thấp. Thì người ta quan sát được rằng là cái phổi mà ghép vô này nè, nó first là có một cái sự bùng nổ lớn, nghĩa là nó hình thành một cái lượng lớn tiểu cầu, một cái lượng lớn tiểu cầu để phục hồi cho cái con chuột mà nó bị có hàm lượng tiểu cầu thấp.
Thì chính như và qua cái thí nghiệm này thì người ta đã đưa ra cái giả thuyết thứ hai là những cái tế bào tiền sinh tạo megakaryocyte có trong phổi của con, cái phổi mình ghép vào á, nó bị kích hoạt bởi cái tình trạng thiếu tiểu cầu của con chuột nhận cái phổi đó, và chính vì thế nó đã phục hồi một cái lượng megakaryocyte mới cho cái con chuột đó. Và cái thí nghiệm thứ ba là để trả lời cho câu hỏi là làm sao người ta biết trong đó có một cái nguồn dự trữ tế không chỉ megakaryocyte mà là tế bào tạo máu và tế bào gốc luôn. Thì người ta đã cấy ghép phổi của một con chuột khỏe mạnh với on cell, là tất cả các tế bào đều được đánh dấu huỳnh quang, vào cái con chuột thứ hai. Mở cái con chuột thứ hai này có một cái điều đặc biệt là tủy xương của nó là thiếu những cái tế bào tạo máu. Thì người ta quan sát được rằng là những cái tế bào người ta đánh dấu huỳnh quang nãy trong cái phổi đó nó di chuyển đến cái tủy xương của con chuột bị đến tủy xương của con chuột mà có tủy xương bị hư á, con chuột nhận á, để nó góp phần phục hồi lại cái số lượng tế bào máu trong đó, bao gồm như là. Thì người ta đã đưa ra cái kết luận thứ ba là có một nguồn, có một cái blood progenitor cell là những cái tế bào tiền sinh tạo máu ở trong, và những cái tế bào gốc ở trong từ phổi có thể di chuyển vào đó để phục hồi lại cái tổn thương của tủy xương và nhiều cái thành phần máu khác. Nghĩa là người ta nói là trong con chuột bình thường á, con chuột khỏe mạnh á, thì trong phổi của nó lúc nào cũng có một cái nguồn dự trữ tế bào máu đó. Nếu mà khi mà tủy xương của con chuột nó gặp vấn đề thì những cái tế bào đó có thể đi vào tủy xương và phục hồi lại những cái thành phần, những cái tế bào máu của con chuột đó. Đây là cái hình mà tế bào megakaryocyte ở phổi mà nó sản sinh tiểu cầu. Thì quá trình cũng giống như nãy giờ mình nói với bạn, chỉ là khác này là hình này là ở phổi. À, đây là cái nguồn tài liệu tham khảo của mình. Thì cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.